Warren Buffett có một thứ duy nhất ngăn trở bạn đạt đến thành công. Ở đời ai chẳng muốn vươn tới những thành tựu lớn, thế mà Buffett lại tuyên bố có một thứ chắc chắn sẽ ngăn trở bạn đạt được ước mơ. Đó là thứ gì nhỉ? Warren Buffett hiện nay đã 90 tuổi, đồng thời ông cũng đang là tỷ phú giàu thứ 6 trên thế giới. Ông thường có những buổi diễn thuyết để chia sẻ cho mọi người những kinh nghiệm sống cũng như cách đầu tư đầy sự khôn khéo của mình. Warren Buffett cho rằng bằng cách khắc phục những thói quen xấu, bạn có thể vận dụng và làm chủ được hết tiềm năng trong con người của bạn. Ông nói, tôi nhận thấy nhiều người có hành vi, thói quen có tác động xấu đến bản thân và họ dường như không thể thoát ra khỏi sự tiêu cực đó. Ông đã từng khuyên các sinh viên sắp tốt nghiệp tại Đại học Florida nên học và rèn luyện những thói quen tốt từ sớm trước khi quá muộn. Buffett nói, bạn có thể loại bỏ nó dễ dàng hơn ở độ tuổi của tôi rất nhiều bởi vì hầu hết các hành vi đó mới chỉ là thói quen. Ông tiếp tục trích dẫn câu nói của triết gia người Anh Bertrand Russell, sợi dây của thói quen quá yếu để có thể cảm nhận được cho đến khi chúng quá mạnh để bị phá vỡ. Một thói quen xấu bạn cần phải phá bỏ. Có thể thấy sự kiêu ngạo là thứ sẽ cản bước bạn chạm đến thành công. Thông thường, mọi người sẽ không nhận ra rằng sự kiêu ngạo đang kìm hãm tiềm năng phát triển của bản thân. Để chống lại những tác hại xấu của sự kiêu ngạo về trí tuệ, bạn phải trực tiếp đối mặt với nó. Hay nói cách khác, bạn phải chấp nhận rằng bản thân không hiểu biết quá nhiều như mình nghĩ. Để từ đó, bạn có thể dễ dàng lắng nghe và tiếp thu những kiến thức của người khác. Nói một cách ẩn dụ, bạn hãy coi mình như một con cá nhỏ trong cái ao lớn vĩ đại của cuộc đời. Bằng cách suy nghĩ như vậy, bạn có thể tiếp nhận được những kiến thức, kinh nghiệm mới để từ đó dần dần hoàn thiện bản thân. Hãy tìm kiếm những vị cố vấn ngỗ ngược. Thông thường, chúng ta hay lầm tưởng rằng người cố vấn sẽ là những nhà hiền nhân lớn tuổi và nhiều kinh nghiệm. Tuy nhiên, trong thời đại này thì khác, không nhất thiết bạn phải học hỏi từ những người có nhiều kinh nghiệm hơn bạn. Đôi khi, bạn sẽ nhận được bài học từ những người trẻ, ít kinh nghiệm hơn nhưng họ lại có một góc nhìn rất khác về sự việc. Bạn có thể tạo dựng những mối quan hệ tốt xung quanh bạn bằng thói quen lắng nghe quan điểm của mỗi người. Hơn thế nữa, việc lắng nghe mọi người cũng giúp bạn học được nhiều bài học đắt giá để tiến gần hơn tới cánh cửa thành công.